Tổng hợp tin tức thế giới ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Georgia tố Ukraine gây sức ép để nước này tham gia đánh Nga. Phát biểu trước Quốc hội hôm 18 tháng 11, Thủ tướng Georgia, ông Irakli Garibashvili nói rằng chính quyền Kiev đang cố gắng gây sức ép để Georgia cùng tham gia chống Nga. Ngoài ra, ông Garibashvili còn nói rằng nếu các nhà lãnh đạo phe đối lập nắm quyền kiểm soát đất nước, thì Georgia có khả năng sẽ trở thành trường bắn trong xung đột Nga và Ukraine. Theo Thủ tướng Garibashvili, các nhà lãnh đạo phe đối lập là đồng minh của Ukraine. Nếu họ trở thành lãnh đạo Georgia, thì nhiều khả năng một mặt trận khác chống Nga sẽ được mở tại đây. Georgia cho đến nay vẫn không tham gia bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của phương Tây áp đặt lên Nga. Đồng thời, kể từ khi Nga đặt chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2, Georgia tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào vì điều này trái với lợi ích quốc gia của họ. Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 trong khuôn khổ hội nghị COP27 tại Ai Cập, đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Trấn Hoa cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán chính thức về biến đổi khí hậu, mặc dù hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất vẫn còn bất đồng về việc có nên hỗ trợ và mức độ hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự nóng lên toàn cầu. Theo đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Trấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước phát triển đang phải gánh chịu do biến đổi khí hậu. Ông Giải Trấn Hoa nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận mới nào về vấn đề này phải nêu rõ trong việc đóng góp tài chính của các nước phát triển vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của các nước phát triển. Các nước đang phát triển có thể đóng góp trên cơ sở tự nguyện. Mỹ thực hiện kế hoạch ngăn chặn mối đe dọa của Iran. Một quan chức Mỹ hôm nay ngày 20 tháng 11 tuyên bố nước này đang nỗ lực xây dựng một cơ sở hạ tầng tích hợp phòng thủ trên không và trên biển ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Động thái này được đưa ra khi Israel và Mỹ cáo buộc Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu chở dầu của Israel ngoài khơi Oman trong tuần này. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ căng thẳng ở vùng biển Vùng Vịnh, vốn là tuyến đường chính để cung cấp năng lượng toàn cầu thời gian qua. Quan chức Anh, New Zealand cùng thăm Kiev. New Zealand ngày 20 tháng 11 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, ông Penny Hanare, đã đến thăm Kiev để tái khẳng định sự ủng hộ của quốc gia Thái Bình Dương đối với Ukraine. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đón tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Kiev. Nhà lãnh đạo Anh cho biết London sẽ cung cấp cho Kiev gói viện trợ mới trị giá 60 triệu đô la, bao gồm súng phòng không, radar và thiết bị chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ngoài ra, Anh cũng sẽ tăng cường đào tạo cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tuần trước, New Zealand cho biết sẽ cử thêm 66 quân nhân đến Anh để hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, New Zealand đã trừng phạt hơn 1.200 cá nhân và tổ chức của Nga, đồng thời cung cấp hơn 37 triệu đô la viện trợ cho Kiev. Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq. Sáng nay ngày 20 tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào các căn cứ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq. Trước đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi cho các lực lượng người Kurd về vụ nổ ở trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13 tháng 11 khiến 6 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Hiện không có nhóm nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ nổ này. Lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có kế hoạch theo đuổi các mục tiêu ở miền Bắc Syria sau khi hoàn thành chiến dịch xuyên biên giới ở miền Bắc Iraq. Triều Tiên thử thành công tên lửa quái vật. Ngày 19 tháng 11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa giám sát vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa mới nhất của nước này vào ngày trước đó. KCNA cho biết ông Kim đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa cùng với vợ và con gái yêu quý của mình hôm 18 tháng 11. Hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim nắm tay con gái mặc áo khoác trắng, mang giày đỏ, đi phía trước khu đặt tên lửa. Đây là lần đầu tiên người ta biết mặt con gái ông Kim. Đây là vụ phóng ICBM thứ hai của Triều Tiên trong tháng này. Tên lửa rơi xuống vùng biển phía tây Hokkaido, đảo nằm xa nhất về phía bắc của Nhật Bản. KCNA cho biết loại tên lửa mới là Hwasong 17 đã bay gần 1.000 km trong khoảng 69 phút và đạt độ cao tối đa là 6.041 km. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói loại vũ khí này có thể bay xa tới 15.000 km, đủ để vươn tới lục địa nước Mỹ.